Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi quay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng đường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, lòng người kia không dậy để cho người này vì tình bạn thì cũng sẽ dạy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ mình ra đó. Thế nên để bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì thế ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người khác mà khi con đi ra hay gì cả thì làm lấy ra mà cho nó, hoặc nó xin chứng lại cho nó bỏ cả. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, thương nhi cha trên trời đã không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Thế nên khi chúng ta cầu xin
cho nên chúng ta phải xem xét lại cái điều đó có phù hợp với ý của Chúa hay không. Và rồi chúng ta cầu xin chúng ta phải làm. Bây giờ chúng ta xin Chúa cho gia đình của chúng ta có cái bình an, có hạnh phúc, thì chính bản thân chúng ta và mỗi thành viên trong gia đình cũng phải biết xây dựng cái bình an, cái hạnh phúc đó. Trong phải là chúng ta cầu xin được lời chữa bạn của chúng ta. Chúng ta phải làm, phải thực hiện theo ý của mình, thì Chúa mới trợ giúp, Chúa mới bảo vệ cho mình. Thế là nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta xin Chúa biết một điều gì đó mà không được. Thế thì chúng ta trách Chúa, Chúa chẳng thương con gì hết. Con xin, mà Chúa không ban cho con. Mình Chúa nói với con là cứ xin thì sẽ được, con xin thì Chúa chẳng ban. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài kinh thánh hôm nay, nếu Chúa là cha yêu thương chúng ta, sẽ ban cho chúng ta cái điều gì tốt đẹp nhất theo ý của Ngài. Và Chúa Giêsu, Thiên Chúa có cái cách của Ngài. Có thể chúng ta xin điều đó, nhưng mà đối với Chúa, Chúa không cho, bởi vì Chúa sẽ cho chúng ta một cái điều gì tốt hơn nữa mà lòng chúng ta không bao giờ nghĩ tới, như cái lời cầu nguyện đầu lễ chúng ta nói. Chúng ta nên tin Chúa cái điều đó. Chúa ban cho chúng ta cái gì tốt nhất theo ý của Chúa. Ví dụ như bạn chị em là xin Chúa cho con trúng số đề, chắc chắn Chúa không ban cho, bởi vì điều đó không tốt. Đó là gì? Nếu bạn chị em xin Chúa cho con có được cái mùa bội thu, mùa lúa năm nay được bội thu, mùa cà phê năm nay là được chúng có nhiều tiền, để rồi con đang năm sắm sửa cái này, năm sửa cái kia, con chỉ còn thiếu mấy chục triệu nữa là con đủ để con mua cái xe hơi. Xin Chúa cho con năm nay chúng cà phê để con hoàn thành cái ước nguyện của con là con xe hơi. Chúa không cho cà phê thì đừng xuống nhà hoặc là bất mùa. Nói Chúa chẳng thương con gì cả, con còn thiếu có mấy chục triệu Chúa chẳng cho. Mà biết đâu, bởi vì nếu bạn chị em mà sắm được cái xe hơi thì lại không dùng vào cái việc tốt đẹp, mà lại vì cái xe hơi đó mà mình có thể mình phạm tội, hoặc là có thể bị chết, bởi vì Chúa không cho để Chúa ban cho chúng ta có một cái điều khác, đó là chúng ta được bình an, chúng ta được vui vẻ sống với nhau trong gia đình. Nhiều khi chúng ta không nghĩ tới cái chuyện như vậy, và chúng ta cũng trách Chúa thôi. Cái lời kinh mà Chúa dạy chúng ta đầy đủ nhất đó là kinh Đại Tràng. Chúng ta được nghe bài kinh mừng ngày hôm qua: xin cho danh cha cả sáng nước cha chỉ để ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thì trước hết khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết thuận theo thánh ý của Chúa, đón nhận thánh ý của Chúa, để rồi chúng con tin tưởng rằng Chúa mang những điều tốt đẹp nhất cho con, cho gia đình của con. Và chúng ta cầu nguyện như thế thì chúng ta phải làm thế nào để cho danh của Chúa được cả sáng nơi trần gian, nơi gia đình của mình, nơi cuộc sống của mình. Rồi chúng ta xin Chúa thánh ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, ngay trong cái cuộc đời của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta. Chúng ta phải tích cực chúng ta làm, chứ không phải chúng ta cầu xin ồ việc đó của Chúa làm thì con không làm đâu, sao được. Chúa dạy cho chúng ta là phải kiên nhẫn, kiên trì cầu nguyện với Chúa. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta xin điều gì đẹp ý Chúa, hợp với ý của Chúa. Và cho dù cái điều chúng ta xin chúng ta vẫn chưa được, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng Chúa có thánh của Chúa, và Chúa sẽ ban cho chúng ta cái điều gì tốt đẹp nhất theo thánh ý của Chúa. Bởi vì Đức Chúa là cha của chúng ta, đấng đầu lòng xót thương, luôn yêu thương chúng ta, vì yêu thương nên Ngài sẽ ban và sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Tin tưởng như vậy, chúng ta mới biết khó khăn vào trong tình yêu và trong quyền năng của Chúa.
ta trở nên giống chỉ về đức tin, tin tưởng vào quyền năng, tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa. Cuộc đời của chúng ta trở nên giống chỉ về đức mê là bởi vì chúng ta được đón nhận những ơn của Chúa và chúng ta cũng biết chia sẻ những ơn đó cho nhau, cho mọi người cách đặc biệt trong gia đình của mình. Và chúng ta càng ngày càng tin tưởng trông cậy hơn, trông cậy vào ngày Chúa Giêsu là để đón chúng ta về với hạnh phúc đích thật và sự bình an đích thật nơi bây giờ. Xin Chúa cho mỗi một người chúng ta luôn vững tin vào Chúa. Xin Chúa cho mỗi một người chúng ta biết đón nhận thánh ý của Chúa. Xin Chúa cho mỗi một người chúng ta trở nên đồng chí tình yêu của Chúa. Mà hầu tất cả chúng ta đều có được bình an. Xin Chúa thương chúc lành ban ơn cho mỗi người chúng ta nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria. Amen.